Quang Vững xin kính chào quý bác. Hôm nay xin giới thiệu đến quý bác một tác phẩm của đồng hồ tạ cây đến từ đất nước Mỹ. Em Quang Vững sưu tầm nguyên chiếc các nhé, tức là nguyên vỏ và máy nguyên chiếc từ đất nước Mỹ về. Nó được ra đời sản xuất khoảng vào những năm 1970-1980 thưa quý bác. Tình trạng còn rất đẹp, đẹp như mới luôn thưa quý bác. Nó có kích thước chiều cao là 2m16 và chiều ngang chỗ rộng nhất là 60cm. Và đây là một chiếc đồng hồ tạ cây thương hiệu Mỹ, 12 côn, 3 bàn nhạc, bộ máy Azica, 3 đồng tiền, được sản xuất tại Đức, được đặt hàng sản xuất tại Đức thưa các bác. Em soi gần, em soi tổng thể bác nhìn này, chi tiết này rất đẹp. Nó có 3 mặt kiếm, vì thế khi mà trang trí trong ngôi nhà của bác thì rất là sang trọng và cực kỳ quý phái. Đối với những chiếc đồng hồ tạ cây nguyên bản bằng chạy bằng cơ học bác nhé, thì nó rất là đẹp và cực kỳ trang trọng khi mà các bác kê đề co trong ngôi nhà của quý bác. Ở bên trên là biểu tượng hai con thiên nga đang là ôm trái tình yêu, hay gọi hai cánh tay ôm trái tình yêu cũng được, tùy theo cách gọi của từng người. Biểu tượng cho tình yêu của bác. Hai bên cái cột là biểu tượng cho tòa quốc hội Mỹ, rất là đẹp, và bên dưới cái chân chạm trổ khá đẹp và cực kỳ tinh tế thưa các bác. Ở mặt trước có hai cánh cửa, cửa trên và cửa dưới, để nó riêng biệt. Nhiều cái nó một cánh nhưng chiếc này thì nó riêng biệt thưa các bác. Cái mã của chiếc đồng hồ em để là 3123 để bác tiện theo dõi. Em mở bác xem cửa trên. Đó. Thương hiệu quả cạnh đây, Harry Tom House. Đó. Ở trên này là cái lịch thiên văn, hay cái gọi là lịch âm lịch, cái gọi Việt Nam của chúng ta. Đó. Thì chiếc đồng hồ này nó 3 bản nhạc, bản Wiz, bản Samix, bản Carpenter và cuối cùng là tắt chuông hoàn toàn. Bên tay trái mà chúng ta nhìn vào sẽ có 3 lức, bên trên là mở chuông hoàn toàn, bên dưới là tắt chuông đêm, tức là 10 giờ đêm tắt và sáng hôm sau là 7 giờ sáng mà lại, và cuối cùng là tắt chuông hoàn toàn, tắt chuông bên đêm giờ hoàn toàn các bác. Thì đối với thương hiệu của Mỹ thì chúng ta lên tạ bằng ba lăng, có tay quay, có tay quay dưới này luôn thưa các bác. Đấy, không một tuần chúng ta lên một lần. Đấy, tay quay ở dưới này chúng ta cắm nó vào, chúng ta quay lên. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Đấy, nó quay thế này thì phụ nữ hay trẻ em chúng ta đều có thể quay được. Đấy, rất là nhẹ nhàng luôn, khoảng một tuần trời tạ nó xuống thì chúng ta quay lên với ba quả tạ. Đấy, và quả lắc chạm, quả lắc nhắc đàn chạm rất là đẹp. Thì em cũng làm video luôn. Thì ở bên trên bên hông này là cái nắp, cái nắp bên hông này. Đấy, em sẽ tháo nắp ra để mời bác thử âm luôn. Em soi kỹ hơn về bộ máy của chiếc đồng hồ này. Cái bộ máy của nó đây, 12 côn, 3 bàn nhạc, bộ máy Azica, 3 lồng kèm, các nhìn nào, Azica 3 lồng kèm, mình kỹ cho em. Nó Azica 3 lồng kèm đã được sản xuất ở Đức, 3 lồng kèm, bộ máy thì rất là bền. Thì mời bác thử âm luôn, 30 phút bản Wish. Đấy, rất là ngọt ngào và ngân, rất là ngân bác. Và tiếp theo em gặp về bản Samix. Nó bản Samix với bản Wish thì cái giai điệu giống nhau, có nhỉ, bản giai điệu vui nhộn nhưng mà cái nốt nhạc sẽ khác nhau. 4-5 phút. Em mời bắt trưởng âm bản Carpenter và nhạc truyền thống, em cho đánh một tiếng, em cho đánh một tiếng, nó một tiếng. Cực kỳ ngọt ngào và ngân nga. Đấy, mặt thì số nổi chrome. Đấy, chrome vàng, rất là đẹp, mặt chạm trổ hoa văn.
Và tiếp tục em xin mở cái lắp hông này ra để bác xem cái lắp hông này. Đó, lắp hông này rất là đẹp luôn. Đó, nhìn này, màu máy AJK sản xuất tại Đức, nhìn không ạ, AJK sản xuất tại Đức, một máy to nhé, một máy rất là to, một máy AJK 3 đồng tiền to, còn vàng đẹp như mới luôn. Nó và độ bền rất là cao. Thưa các bác, những chiếc đồng hồ này thường thường là nó được sản xuất khoảng vào những năm 1970 1980, nhưng ngày bán thì nhiều khi là người ta đại lý người ta bán ra rất là gần đây. Có những chiếc em nhập về thì nó còn cái tem thì nó ghi cái ngày bán vào năm 2000 hay là năm 2012 vân vân. Đấy thì như như chiếc này thì thưa các bác là nó sản xuất khoảng bao năm đấy thưa các bác. Đó thì em xin nhắc lại cái mã em đèn là 3123 để có thể theo dõi. Kích thước chiều cao là 2m16 và chiều ngang là 60cm dư. Và thấy một chiếc đồng hồ đề co cực kỳ đẹp và cực kỳ tinh tế, xin được giới thiệu các bác. Ba bản nhạc như em giới thiệu có nền thiên văn hay gọi là âm nhạc của Việt Nam của chúng ta, có tắt trung đêm. Đấy, bác nào yêu thích chiếc đồng hồ mang thương hiệu Horizon đến từ đất nước Mỹ, bộ máy AJK 3 đồng tiền rất to, xin gọi cho em đồng hồ công vững với giá cực kỳ tốt. Giá em xin báo giá để giao lưu với bác, để bác nào có thể mua được, giá là 36 triệu. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở đồng hồ công vững.